một cái thành phố của Mexico. Bây giờ mình đã xuống cái port. Ở đây là bên đây là hai chiếc tàu lớn, chiếc Celebrity với lại chiếc MSC. Còn bên đây là chiếc Norwegian. Còn bên đây là chiếc tàu của mình đi là Liberty Odyssey. Bây giờ nó cho mình xuống chơi. Mình chơi tới 5 giờ rưỡi chiều mình trở lên tàu, ngày mai mình đi qua bên Cozumel, một thành phố của Mexico. Bây giờ mình đi ra đây nha, cái chiếc tàu lớn ghê, kinh hồn luôn. Chắc cao hơn cái nhà lầu mấy chục tầng luôn. Rồi bây giờ mình đi, người ta đi qua phía bên đây nè, mà nó đi ra cái cảng, đi qua bên cái port đó. Đi chơi lại đông lắm, bây giờ nó rất là safety, kiểm soát đồ dịch, đồ sạch sẽ, đồ này nọ. Thế lại bây giờ đồ, bên đây người ta quan niệm mà cái ông cúm Vũ Hán á, cũng giống như là cúm mùa thôi, giống cái gì đó, không có gì phải lo đâu.